Chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả. Mình xin chia sẻ với tất cả các bạn ha, mô hình nuôi gà thả vườn của mình. Đây là vườn mít của mình. Đó, và đây là cái chuồng mình vừa làm xong. Cái chuồng này là đặc điểm cái là mình sẽ chống tất cả những con vật khác vào để xâm hại gà của mình luôn ha. Thứ nhất là chuột nè, chuột mèo gì không bao giờ vô được. Và cái thứ hai là lưới cước mình sẽ bao lên tới trên nóc luôn, là muỗi không vô được luôn. Và mình chống nóng cho cái chuồng gà mình bằng cái tấm này đây. Đây là vườn mít của mình. Mình mới bắt mấy cây cầu cho nó đi qua vườn đây, ăn cỏ tự do. Đây. Thấy các bạn thấy rộng chứ, thật ra nó có 2 mét nè, bề ngang này có 2 mét nè, nó chạy dài 40 mét, 30 mấy mét rồi chứ. Đó. Mình làm xong những dụng cụ mình còn chưa có dẹp xong. Rồi mình có mới bắt được có gần 20 gà con à. Mình đang ốm đây. Còn cái chị gà này là cái chị gà nuôi ăn thịt. Đây 20 gà con mình. Mình thiết kế máng ăn như vậy đây, sẽ tránh tình trạng nó nhảy vô. Mỗi một lồng thì mình sẽ có công tắc tắt đèn. Mình sẽ có 10 lồng như vậy. Đây là gà nhỏ hơn mình tách riêng. Mình sẽ úm. Mình chưa có đủ gà để bắt nữa, mình mới bỏ được có 2 lồng. Xong rồi mình sẽ kiếm chấu, mình sẽ gãi hết toàn bộ dưới đây. Rồi cái đặc điểm của cái chuồng gà của mình, tại sao mình làm cái chuồng gà con ở trên đây á, là chia sẻ với các anh em ha, đam mê chăn nuôi gà ha. Thì nó sẽ được lợi một cái là sẽ tiết kiệm cái diện tích. Khi mà con gà mình lớn rồi mình thả xuống đây á, mình úm cái đợt gà khác á, là mình không cần phải cách ly gì chứ. Mình sẽ vệ sinh trên chuồng này, mình xịt khử khuẩn. Tại vì đây nó rất là dễ vệ sinh. Rồi mình sẽ thả gà mới vô thôi. Những con gà lớn nó chỉ sinh hoạt ở dưới đây và ra ngoài vườn chứ mình không ảnh hưởng gì tới gà nhỏ, gà con của mình. Bởi vì mình sẽ có xây chuồng mình nuôi hoài. Đó, đặc điểm như vậy đây. Một lồng này tùy theo số lượng nhiều ít, nếu mà mình không đủ số lượng gà thì một lồng thì khoảng 10 con là được rồi. Nếu mà số lượng gà mình nhiều nữa thì mình lên 20 con. Và đây là cái vườn của mình. Chừng một tháng nữa mình sẽ thả gà ra cho nó vườn, nó ăn cỏ, nó tự do thoải mái. Anh em thì mình chia sẻ những cái gì mình biết được thì chúng ta cùng nhau chia sẻ xây dựng cái ngành chăn nuôi của Việt Nam mình ha. Để không thôi là nó có một cái điệp khúc là được mùa mất giá. Chúng ta nuôi gà xong á thì gà bị thương lái nó chê là gà không ngon này kia đủ thứ. Giờ mình sẽ chơi mô hình gà thả vườn, gà chạy bộ. Mà mình nuôi toàn đặc biệt là gà nồi nha, gà đá nha, chứ không phải là mình nuôi gà Bến Tre hay gà gì nha. Tới con nào đẹp thì mình tuyển gà đá mình bán. Đây là giai đoạn mít của mình đang làm bông.
con gà này là con gà để mình ăn thịt thôi, mình thả vườn ăn thịt cho nó ngon thôi chứ. Đó, vài bữa khi gà mình bự là nó sẽ biến mất thôi. Xin chào các bạn nha. Vài bữa nữa mình sẽ làm còn còn nhiều cái công trình phụ trong cái nhà này lắm, trong cái chuồng gà của mình lắm, nhưng mình chưa có làm kịp. Khi nào mình làm thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Mình sẽ trên một mô hình, mình sẽ nuôi nuôi gà, nuôi cá, mình sẽ tăng cái thu nhập của mình lên trên cùng một cái diện tích. Mít mình cũng chết thành số rồi nè. Rồi, tạm biệt các bạn ha.